Mạnh Tiến xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một câu chuyện như này. Thì vào khoảng đêm qua, khoảng 10 giờ đêm, thì mình có nhận được một cuộc gọi điện thoại của thầy chuyên làm lễ cho mình. Thầy ấy tên là thầy Tuyển ở Sơn A, thầy rất nổi tiếng. Thì cái đặc thù công việc của thầy ấy, thầy chuyên đi làm lễ, chuyên đi làm lễ giúp người. Thì là khi mà thầy đi làm lễ thì thầy phải hay đeo những trợ giảng này, hay là quay video, thực sự rất là mất sức và mệt mỏi trong quá trình mà thầy nói, phải nói sang sảng, thậm chí là thời gian đến vài tiếng đồng hồ, và nói nó không có lực, không có hơi, và nó lệ thuộc rất vào nhiều vào cái lời nói. Thì hôm nay thì thầy phải gồng mình lên nói để cho mọi người nghe thấy. Thì hôm nay thì đây thầy có xem video này, con xin chia sẻ như này. Thì cái video này thì thầy về, đây là bộ mic không dây, thầy chỉ việc cắm vào cái loa bluetooth cũng được, hoặc loa kéo cũng được, rất là đơn giản như thế này thôi. Thầy cắm giúp con như này, đây thầy alo. Thì toàn bộ ở đây là không dây và dùng sóng điện từ 1, 2, 3, 4. Thì thầy nói như này, thầy không bị mệt hơi, không bị mất hơi và mệt mỏi đấy, và không cần sử dụng cái trợ giảng hay là dây nó làm nhạc như này. Thầy mang đi cái loa này bất cứ đâu được khoảng 5 đến 10 mét, nói không mệt đấy. Cái thiệt của nó như thế này đấy, như thế này. Khi mà các quý vị nói đấy, các thầy nói đấy, rất đơn giản, dễ hiểu, dễ hình dung, chỉ còn 2 mic như thế này, đơn giản thôi là mình có thể dùng được rồi, thay vì dùng dây làm nhạc. Vì cái tính của thầy là đi lại nhiều rất là vất vả. Đấy. Thì video ngày hôm nay con xin gửi tặng cái thầy Tuyển Sơn A, thầy rất là nổi tiếng, đi làm rất là nhiều việc giúp ích giúp đời. Thì con chúc thầy có một năm thật nhiều sức khỏe, may mắn hạnh phúc, và đi làm lễ giải cứu chiến sinh được nhiều người nữa. Con xin chào.